Theo một dự thảo mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngân hàng mất thanh khoản, không còn thuộc diện kiểm soát đặc biệt, cũng như không áp dụng các biện pháp phục hồi, sẽ được tuyên phá sản trong 15 ngày. Mục tiêu của chỉ thị này là nhằm điều hành chính sách tiền tệ chủ động và phối hợp với các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô. Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, năm 2014 thì tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18% và tín dụng tăng khoảng 12-14%. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động triển khai các giải pháp tự xử lý nợ xấu và hạn chế phát sinh mới. Đặc biệt, không cho phép cơ cấu lại nợ và các biện pháp nghiệp vụ khác để che giấu nợ xấu hoặc làm sai lệch chất lượng tín dụng trong năm tới đây.